Nếu có ai hỏi rằng đâu là con đường cổ xưa nhất ở Sài Gòn, thì đó là cung đường Pasteur, được hình thành nên từ những năm 1860 của thế kỷ trước, và đây cũng là một trong số ít ỏi những con đường tại Việt Nam mang tên một người nước ngoài, Louis Pasteur, một bác sĩ đại tài người Pháp, người đầu tiên sáng chế ra thuốc kháng sinh trên thế giới. Nói về lịch sử gần 200 năm của cung đường Pasteur để nói lên tầm quan trọng trong huyết mạch lưu thông của con đường này tại trung tâm Sài Gòn. Ngày nay nói đến Pasteur là nói đến cung đường thương hiệu mà ở đó tọa lạc các bất động sản siêu sang của Sài Gòn. Bất động sản chào bán hôm nay tọa lạc trên mặt tiền đại lộ Pasteur, nằm gần giao lộ Pasteur Điện Biên Phủ. Những cung đường một chiều xe chạy huyết mạch tại trung tâm Sài Gòn hiện lên sừng sững giữa hàng cây cổ thụ rợp bóng mát là tòa nhà cao 14 tầng nổi, 2 tầng hầm với chiều ngang mặt trước là 19m, chiều dài lên đến 39m. Diện tích đất được công nhận trên sổ hồng là 707m2. Tòa nhà này không chỉ là một không gian làm việc hiện đại mà là một trong những biểu tượng của sự sang trọng và tiện ích tối đa. Mặt trước tòa nhà với kiểu dáng hiện đại và đẳng cấp, cùng liền kề kế bên là tòa nhà cao tầng uy nghi của chính phủ, làm tăng thêm vẻ sang trọng và đẳng cấp của bất động sản này. Giá chào bán tòa nhà này tại thời điểm tháng 12 năm 2023 là 530 tỷ đồng. Tòa nhà này là một khu phức hợp đa năng gồm các tầng lầu từ tầng 8 trở lên là khu văn phòng cho thuê, các tầng dưới đang vận hành với mô hình căn hộ dịch vụ cao cấp và khách sạn, trong đó gồm 12 phòng khách sạn cao cấp và 38 căn hộ dịch vụ với 2 phòng ngủ và 1 phòng ngủ. Chỉ cách vị trí bất động sản này vài bước chân là trường học cấp 1, 2, 3 quốc tế Á Châu và trường cấp 3 Lê Thị Hồng Gấm nằm ngay góc Pasteur Điện Biên Phủ. Cho đến tận ngày nay, đường Pasteur vẫn là một trong những con đường đẹp nhất Sài Gòn, với lề đường rộng, rợp bóng mát bởi hai hàng cây cổ thụ trăm năm tuổi, xen kẽ với các tòa nhà hiện đại cao tầng là các biệt thự cổ tồn tại từ xa xưa. Rất ít người Sài Gòn còn nhớ thực chất cung đường Pasteur thơ mộng ngày nay là hai con đường chạy dọc dòng kênh nước chảy đổ ra sông Sài Gòn và sau này được nhập thành một sau khi con rạch được lắp đi. Ngày nay, Pasteur trải dài trên hai quận nhất và quận 3 trung tâm Sài Gòn, với cung đường dài gần 3 km chạy dài từ bến Chương Dương đến gần khu chợ Tân Định, nhưng mang trên mình nhiều công trình biểu tượng của Sài Gòn, từ nhà thờ Đức Bà, Dinh Độc Lập và gần đó là công viên Tao Đàn, hồ Con Rùa, thảo cầm viên Sài Gòn thơ mộng. Ngày nay, đặc điểm rõ nét nhất của cung đường Pasteur là các tòa nhà văn phòng, khách sạn 5 sao hoa lệ, các nhà hàng sang trọng lớn cùng những tòa nhà hành chính của chính phủ. Một lần nữa cùng quay trở lại với bất động sản đang được chào bán hôm nay, một tòa nhà văn phòng khách sạn cao tầng 14 tầng nổi, 2 tầng hầm, với chiều ngang mặt trước tòa nhà là 19m, chiều dài lên tới 39m, diện tích đất được công nhận trên sổ hồng là 707m2. Giá chào bán tòa nhà này tại thời điểm tháng 12 năm 2023 là 530 tỷ. Đây là tòa nhà phức hợp văn phòng khách sạn và căn hộ dịch vụ cho thuê. Với việc sở hữu tòa nhà đẳng cấp này, quý anh chị không chỉ sở hữu một bất động sản mang lại dòng tiền tốt mà còn được hòa mình vào giới tinh hoa nhất của Sài Gòn trong việc nắm giữ một trong những bất động sản trên những con đường thương hiệu nhất của vùng đất hoa lệ này. Quý anh chị hãy nhanh tay kết nối với Tuấn Cao Villa 0909 756 888 để cùng nhận thêm những thông tin về bất động sản tuyệt vời này. Anh chị vui lòng đăng ký kênh để là người đầu tiên được liên tục cập nhật về các bất động sản cao cấp tại Sài Gòn. Tuấn Cao Villa cam đến mang đến thông tin nhanh chóng, trung thực và chính xác. Tuấn Cao Villa, bất động sản cao cấp Sài Gòn.